Chào các em. Tiết học hôm nay ta bước sang chủ đề 5. Thì vừa rồi thì ta đã học chủ đề 1, chủ đề 2 là phần lý thuyết. Chủ đề 3, chủ đề 4 là phần bài tập. Thì hôm nay ta sang cái chủ đề 5. Thì cái phần này nội dung của bài học gồm có 3 bài. Ở trong sách giáo khoa là bài 7, bài 8 và bài 9. Cho nên là cái phần lý thuyết của chủ đề này nó hơi dài. Thầy mong rằng em tập trung sự chú ý để ta hiểu rõ bài hơn. Thì trước khi sang cái chủ đề này, thì thầy có nhắc lại về chủ đề 1. Đó là ta học về định luật ôm. Thì trong định luật ôm, trước khi đi đến định luật, thì ta đã biết một công thức để xác định điểm trở của dây dẫn. Đó là công thức R bằng U trên I. Và ta cũng biết rằng điểm trở của dây dẫn không phụ thuộc vào hiệu điện thế U. Vì khi hiệu điện thế tăng hoặc giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện qua dây dẫn cũng tăng hoặc giảm đi bấy nhiêu lần. Vì thế, điện trở dây dẫn có giá trị không đổi. Nó không phụ thuộc vào hiệu điện thế U. Vậy điện trở dây dẫn nó phụ thuộc vào những yếu tố nào? Thì trong chủ đề này ta sẽ xét đến các yếu tố mà điện trở dây dẫn nó phụ thuộc. Hết thì thầy kiểm tra bài cũ liên quan đến cái bài học hôm nay. Em nhìn thấy hai sơ đồ. Một sơ đồ là đoạn mạch gồm 3 điểm trở mắt nối tiếp và một sơ đồ đoạn mạch gồm 3 điểm trở mắt song song. Thì câu hỏi của thầy là tính điểm trở tương đương mỗi sơ đồ. Biết rằng giá trị các điểm trở R1, R2, R3 bằng nhau và bằng R. Thì thầy muốn ôn cho em lại công thức về điểm trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song. Thì ở sơ đồ thứ nhất thì ta thấy 3 điểm trở này mắc nối tiếp, vì thế ta dùng công thức R tương đương bằng R1 cộng R2 cộng R3, và các điểm trở này đều có giá trị bằng nhau bằng R, vậy R tương đương sẽ bằng 3R. Ở sơ đồ thứ hai, 3 điểm trở này mắc song song, như vậy ta dùng công thức tính điểm trở tương đương 1 phần R tương đương bằng 1 phần R1 cộng 1 phần R2 cộng 1 phần R3, và ta cũng thay R1, R2, R3 bằng R. Như vậy kết quả là 1 phần R tương đương bằng 3 phần R. Từ đó ta suy ra R tương đương bằng R trên 3. Và hai nội dung kiến thức hôm nay trong phần kiểm tra bài cũ này sẽ được áp dụng vào trong cái bài học ngày hôm nay. Đầu tiên, muốn xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau thì người ta thực hiện như thế nào? Thì em xem cái hình ảnh ở trên đây và cho thầy biết những cuộn dây dẫn có những điểm nào khác nhau. Cuộn dây thứ nhất, dây nhôm. Cuộn thứ hai là bằng hợp kim và cuộn thứ ba là bằng đồng. Như vậy ta có hình ảnh 3 cuộn dây. Thì những cuộn dây này có điểm nào khác nhau? Thì cái dễ thứ nhất em thấy đó là gì? Đó là vật liệu làm dây. Rồi, điểm thứ hai ta thấy những cuộn dây này có số vòng khác nhau. Có số vòng khác nhau. Như vậy, cái cuộn dây nào mà có nhiều vòng quấn hơn thì cái cuộn dây đó sẽ có chiều dài dài hơn. Như vậy, yếu tố thứ hai là chiều dài của sợi dây. Và yếu tố thứ ba, em nhìn cái đoạn dây dẫn này, thì cái đoạn dây dẫn này là đoạn dây dẫn hình trụ tròn. Hình trụ tròn. Vì sao ta gọi là hình trụ tròn?
vì cái mặt cách của dây dẫn này là hình tròn, là hình tròn. À, cho nên người ta nói là dây dẫn này có tiếp diện tròn. Tiếp diện nghĩa là diện tích phần mặt cắt. Diện tích phần mặt cắt nó là hình tròn. Và các em đã học diện tích hình tròn bằng bình phương bán kính nhân cho 3,14. Như vậy, nếu mà bán kính hoặc là đường kính tiếp diện của dây dẫn này tăng lên thì cái diện tích của cái mặt cắt này cũng tăng theo và tiếp diện của dây dẫn này cũng tăng. À, như vậy ta thấy trong thực tế có những dây dẫn dày có kích thước lớn, dây dẫn mỏng là do cái đường kính tiếp diện của dây dẫn khác nhau và dẫn đến tiếp diện của dây dẫn cũng khác nhau. À, như vậy là ba yếu tố, ba yếu tố của dây dẫn gồm có vật liệu làm dây, tiếp diện của dây và chiều dài của dây dẫn. Và những cái điểm khác nhau là vật liệu, chiều dài và tiếp diện. Như vậy nó tóm lại là trong thực tế có những dây dẫn chiều dài khác nhau, tiết diện khác nhau và vật liệu làm dây dẫn cũng khác nhau, và thực tế là chỉ có ba yếu tố này và điện trở của dây dẫn nó sẽ phụ thuộc vào ba yếu tố này. À, thực tế thì ở nhà em thấy có những gì đoạn dây dẫn nó có tiết diện lớn hơn. À, ví dụ như là dây dẫn mà đi từ đồng hồ điện, từ đồng hồ chính đến những cái ổ cắm thì thường nó có tiết diện lớn, còn dây dẫn ở trong phòng thì nó tiết diện nó nhỏ hơn. Hoặc là những dây dẫn mà các em thấy ở ngoài đường khi người ta truyền tải điện năng thì những dây dẫn này có tiết diện lớn, và có những dây dẫn làm bằng hợp kim. Rồi trong nhà mình thì dây dẫn là làm bằng đồng hoặc là hợp kim của đồng, vân vân. Thì ta sẽ xét từng yếu tố này ảnh hưởng đến điện trở của dây dẫn. Cần phải xác định xem điện trở của dây dẫn có phụ thuộc vào chiều dài dây, tiết diện dây và vật liệu làm dây dẫn hay không, và phụ thuộc vào từng yếu tố này như thế nào thì người ta phải làm sao. Và em nhìn cái hình em thấy muốn biết điện trở dây dẫn có phụ thuộc vào chiều dài dây dẫn hay không thì những dây dẫn này phải có cùng tiết diện, phải có cùng vật liệu làm dây và chiều dài khác nhau. Chú ý nha, muốn biết điện trở dây dẫn có phụ thuộc vào chiều dài dây dẫn hay không thì ta phải xét các dây dẫn có cùng tiết diện, có cùng vật liệu làm dây và chiều dài khác nhau. Thì tương tự như vậy, để xác định điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài dây thì ta phải thay đổi chiều dài, tiết diện dây và vật liệu làm dây phải như nhau, tức là ta phải giữ nguyên. Và tương tự như thế với những trường hợp còn lại. À, thí dụ như là muốn biết điện trở dây dẫn phụ thuộc vào tiết diện của dây thì ta phải xác định điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài, cùng làm bằng vật liệu như nhau nhưng có tiết diện khác nhau. À, bây giờ ta sẽ xét yếu tố đầu tiên, đó là điện trở dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài của dây dẫn. Để biết được sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài thì người ta phải tiến hành làm thí nghiệm. Và dự kiến cách làm thí nghiệm là gì? Là người ta phải lần lượt đo điện trở của các dây dẫn có chiều dài L, 2L, 3L. Như vậy là có chiều dài khác nhau
và người ta lấy những dinh dưỡng khá đặc biệt để các em dễ so sánh. L 2L tức là dây thứ hai có chiều dài gấp đôi, rồi 3L là dây dẫn thứ ba có chiều dài gấp 3 lần dây thứ nhất. Và đặc biệt là những dây dẫn này phải có tiết diện như nhau và được làm từ cùng loại vật liệu. Và sau khi đo điện trở các dây dẫn này, người ta mới so sánh các giá trị điện trở với chiều dài của chúng để tìm ra mối quan hệ điện trở và chiều dài của dây dẫn. Đó là phương pháp thí nghiệm. Đây là những dây dẫn thầy đang nói. Dây dẫn thứ nhất có chiều dài L, dây dẫn thứ hai có chiều dài 2L và dây dẫn thứ ba có chiều dài 3L. Và cho rằng dây dẫn thứ nhất có chiều dài L và có điện trở là R, thì ta dự đoán xem dây dẫn 2L, dây dẫn 3L có điện trở và là bao nhiêu. Và chúng ta tiếp đến cái phần dự đoán. Câu C1 trong sách giáo khoa. Một dây dẫn dài L có điện trở là R. Nếu cho rằng dây dẫn cùng loại đó dài 2L là gồm hai dây dẫn dài L được mắc nối tiếp nhau, thì hãy dự đoán xem dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu. Và tương tự như vậy thì các em sẽ dự đoán xem dây dẫn có chiều dài 3L có điện trở là bao nhiêu. Thì cái phần kiểm tra bài cũ thầy đã gợi ý cho các em. Rõ ràng các em thấy dây dẫn dài 2L là gồm hai dây dẫn dài L mắc nối tiếp. Như vậy ta có thể xem dây dẫn dài L là gồm hai đoạn dây có điện trở R mắc nối tiếp nhau. Thì khi ta nói đến điện trở của dây dẫn dài 2L, tức là ta đi tính điện trở tương đương của đoạn dây này. Và tương tự như thế thì ta có thể biết ngay từ kết quả là gì, là dây dẫn dài 2L sẽ có điện trở là 2L, dây dẫn dài 3L có điện trở là 3L. Đó là ta dự đoán được từ những kiến thức mà các em đã học. Và khi người ta làm thí nghiệm kiểm tra như hồi nãy thầy nói, và kết quả kiểm tra, kết quả của thí nghiệm cũng gần đúng với kết quả mà ta dự đoán. Và từ đây ta có thể rút ra được kết luận là điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỷ lệ thuận với chiều dài mỗi dây. Tôi nhớ, cái kết luận này được áp dụng khi các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu. R tỷ lệ thuận với L thì cách ghi hai đại lượng tỷ lệ thuận từ thì từ chủ đề 1 thì thầy đã hướng dẫn rồi. R là điện trở, L là chiều dài. Điện trở tỷ lệ thuận với chiều dài thì cách ví dụ thì là dấu ngã, là ta đọc là tỷ lệ. Nhưng mà nếu hai cái đại lượng này nó nằm ngang nhau thì ta đọc là R, tức là điện trở tỷ lệ thuận với chiều dài. Hoặc là ta ghi dưới dạng hệ thức là nếu mỗi dây dẫn có điện có chiều dài L1, L2 tương ứng có điện trở là R1, R2 thì ta có hệ thức R1 trên R2 bằng L1 trên L2. Đó là công thức về sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài của mỗi dây. Ta qua cái phần vận dụng của cái phần thứ nhất trong sách giáo khoa thì đó là câu C2. Mắc một bóng đèn vào nhiều điện thế không đổi bằng dây dẫn ngắn thì bóng đèn sáng bình thường. Nhưng nếu thay bằng dây dẫn khá dài có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì đèn sáng yếu hơn. Thì cái trường hợp thứ hai này nó chỉ khác là mắc bóng đèn bằng dây dẫn dài
Còn chữ thứ nhất là mắt bóng đèn bằng dây dẫn ngắn. Còn hiệu điện thế của nguồn là không thay đổi. Thì để trả lời câu này thì các em phải vận dụng được nội dung kiến thức. Thứ nhất là phải nêu được trong trường hợp nào điện trở của đoạn mặt lớn hơn khi mắt đèn bằng dây dẫn ngắn hay mắt đèn bằng dây dẫn dài. Và điều thứ hai là các em phải biết vận dụng được được không thì ta sẽ giải thích được. Em xem cái phần trả lời. Khi những hiệu điện thế không đổi, nếu mắt đèn bằng dây dẫn dài, như vậy ta có thể xem như là đèn và dây dẫn mắt nối tiếp nhau, thì điện trở của đoạn mạch, tức là điện trở tương đương, càng lớn. Mà vì sao điện trở tương đương, điện trở đoạn mạch càng lớn? Vì dây dẫn dài có điện trở lớn hơn dây dẫn ngắn. Ta vừa học cái ta vừa nói đến kết luận về sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài. Dây dẫn dài điện trở lớn hơn dây dẫn ngắn. Vì vậy, điện trở của đoạn mạch nó càng lớn. Và theo luật Ohm, U không đổi thì cường độ dòng điện chạy qua đèn càng nhỏ. Vì thế, đèn sáng yếu hơn. Em nắm được chưa nào? Tại sao mình phải giải thích theo cái điện trở của đoạn mạch? Vì ở đây là hiệu điện thế này là hiệu điện thế nguồn, hiệu điện thế của đoạn mạch. Như vậy ta phải giải thích điện trở tương đương. Thì đèn thì như nhau, chỉ có khác nhau là nó mắc nối tiếp với dây dẫn ngắn và dây dẫn dài. Đúng như này, thì ra giải thích được điện trở dây dẫn dài lớn hơn. Như vậy điện trở tương đương khi mắc đèn mà dây dẫn dài lớn hơn. Và theo luật Ohm, I tỷ lệ nghịch với R, như vậy I nó sẽ bé hơn. Kết quả là đèn sáng yếu hơn. Đó là một câu giải thích hiện tượng. Ta sang một cái câu vận dụng khác. Thầy chọn câu C4. Còn câu C3 thì ở nhà em tự làm nha. Câu C3 cũng không có khó. Câu C4. Hai đoạn dây dẫn có cùng tiếp diện và làm cùng loại vật liệu, có chiều dài L1 và L2, lần lượt đặt cùng hiệu điện thế vào hai đầu mỗi đoạn dây, thì dòng điện chạy qua chúng có cường độ I1 và I2. Cho biết I1 bằng 0,25 I2. Hỏi L1 gấp bao nhiêu lần L2? Như vậy hỏi chiều dài dây dẫn thứ nhất gấp bao nhiêu lần chiều dài dây dẫn thứ hai. Thì đây là một cái dạng bài tập chứng minh. Để chứng minh thì các em phải biết vận dụng những công thức gì. Em để ý. Ở đây người ta nói là lần lượt đặt cùng hiệu điện thế vào hai đầu mỗi dây. À, như vậy là ta nhớ ngay đến việc vận dụng định luật Ohm cho mỗi mỗi dây. Thì tóm tắt thì I1 bằng 0,25 I2. Người ta so sánh L1 và L2. Như vậy ta vận dụng từ Ohm để ta viết hiệu điện thế, viết công thức hiệu điện thế ở hai đầu mỗi dây. Đối với dây R1, dây R2 lần lượt ta viết được U1 bằng I1R1, U2 bằng I2R2. Rồi cho em dựa vào cái điều kiện người ta cho là đặt cùng hiệu điện thế, có nghĩa là U1 và U2 bằng nhau. Vì thế em sẽ cho hai vế bằng nhau là I1R1 bằng I2R2. Đến đây thì ta suy ra được tỷ số I1 trên I2 bằng R2 trên R1. Như vậy là từ vận dụng định luật Ohm ta đã chứng minh được I1 trên I2 bằng R2 trên R1. Thì cái phần chứng minh này thầy nhớ là khi học định luật Ohm có cái câu vận dụng và thầy cũng đã chỉ thêm cách chứng minh tương tự như câu này. Đó là bước thứ nhất. Bây giờ bước thứ hai thì các em phải tìm hiểu xem điện trở của mỗi dây nó quan hệ như thế nào với chiều dài của mỗi dây. Thì ta lại áp dụng tính chất hai dây dẫn này cùng tiếp diện cùng vật liệu nên điện trở nó tỷ lệ thuận với chiều dài. Như vậy ta viết được cái hệ thức R2 trên R1 bằng L2 trên R1. Đến đây thì sẽ có một vài em thắc mắc là tại sao ở cái phần trước mình viết biểu thức là R1 trên R2 bằng L1 trên L2,
Thì bây giờ thầy lại viết đảo ngược lại. Thì em nhớ là khi mình viết cái công thức, mình có thể là nghịch đảo lại ở hai vế thì đều được hết. Nhưng mà ở đây, ở câu này thì sử dụng R2 trên R1 để cho nó phù hợp với cái hệ thức của phần trên, tức là hệ thức 1. Hệ thức 1 là I1 trên I2 bằng R2 trên R1. Cho nên thầy viết ở đây là R2 trên R1 bằng L2 trên L1 để cho hai vế nó giống nhau. Đó, thì từ 1 và 2 ta dễ dàng suy ra được I1 trên I2 bằng L2 trên L1. Rồi đến đây các em thay những điều kiện vô. I1 các em thay bằng 0,25 I2. Cái nào không thay thì các em để lại. Và khi ta thay thì ta thấy ở vế trái có I2 và tử số và mẫu số, thì ta có thể rút gọn đi. Như vậy L2 sẽ bằng, em nhân chéo L1 lên là 0,25 L1, mà 0,55 là 1/4, 1/4. À, điều này chứng tỏ rằng là L1 lớn hơn L2 4 lần. Em chuyển 0,25 sang bên trái là chia đó. Ta lấy 1 chia cho 0,25 thì bằng 4. Như vậy dây dẫn thứ nhất có chiều dài gấp 4 lần dây dẫn thứ hai. Nói tóm lại là đối với bài tập của cái nội dung này thì em cần phân biệt những yếu tố của hai dây, rồi em so sánh nha, em kết hợp được rồi thôi để em tính ở như câu C3 rồi, hoặc là chứng minh như là câu C4. Như vậy sau khi ta đã tìm hiểu về sự phụ thuộc của điểm trở vào chiều dài của dây, ta bước tiếp sang nội dung thứ hai là sự phụ thuộc của điểm trở vào tiếp diện của dây. Thì muốn biết điểm trở phụ thuộc vào tiếp diện của dây thì người ta cũng phải tiến hành đo điểm trở của các cái dẫn có cùng chiều dài, có cùng vật liệu nhưng có tiếp diện khác nhau. Rồi ta mới so sánh điểm trở với tiếp diện, từ đó người ta rút ra được mối quan hệ giữa điện trở và tiếp diện của dây. Đó, thì đó là cái phần thí nghiệm. Bây giờ ta thực hiện cái phần dự đoán như thế này. Người ta sẽ cho các em các dây dẫn và những dây dẫn này được làm từ cùng một loại vật liệu có cùng chiều dài và tiếp diện S. Như vậy những dây dẫn người ta cho mình hoàn toàn giống hệt nhau, tại vì nó có cùng vật liệu, cùng chiều dài và cùng tiếp diện. Do đó chúng hoàn toàn như nhau. Và tất nhiên là đều có cùng điện trở R. Và mắc các dây dẫn này vào mặt điện theo sơ đồ như hình 8.1. Thì ở trong sách giáo khoa thì các em mở ra trang 22, hình 8.1. Đó là sơ đồ mặt điện người ta mắc các dây dẫn. Đây là những dây dẫn người ta cho. Các dây dẫn này hoàn toàn như nhau, cùng chiều dài, cùng tiết diện và cùng vật liệu. Vì thế, điện trở của mỗi dây là như nhau, là R. Bây giờ ta sẽ mắc mạch điện. À, mắc dây dẫn này vào các mạch điện như hình 8.1. Ở dây dẫn thứ nhất, ta mắc vào sơ đồ 8.1A. Tiếp tục ta mắc hai đoạn dây dẫn này vào hình sơ đồ hình 8.1D, và cuối cùng là ta mắc ba dây dẫn này theo hình 8.1C. Sau khi mắc xong câu C1, ta hãy tính điện trở tương đương R2 của hai dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1B và điện trở tương đương R3 của ba dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1C. Thì cái phần này trước khi vào cái chủ đề 5 thì đã có cái phần kiểm tra bài cũ để em dễ nhớ. Thì theo sơ đồ hình 8.1B thì ta thấy gì? Hai điện trở này giống nhau, mắc song song. Như vậy
điện trở tương đương là R hăng bằng 1 phần R, 1 phần R2 bằng 1 phần R cộng 1 phần R bằng 2 phần R. Từ đó ta suy ra được điện trở tương đương của sơ đồ tán 1B là R2 bằng R trên 2. Tương tự, sơ đồ sau là gồm có 3 điện trở giống nhau mặt song song. Từ đó ta tính được R3 bằng R trên 3. Thế này, như vậy ta ghi nhớ là ở sơ đồ thứ nhất, điện trở R1 bằng R. Sơ đồ thứ hai, điện trở R2 bằng R trên 2. Và sơ đồ thứ ba, điện trở R3, điện trở tương đương R3 bằng R trên 3. Nếu các chỉ dẫn trong mỗi sơ đồ 8.1B và 8.1C được chập lại vào nhau để thành một dây dẫn duy nhất được mô tả như hình 8.2B và 8.2C thì ta có thể coi rằng chúng trở thành các dây dẫn có tiếp diện tương ứng là 2S và 3S. Thì giải thích rõ thêm cái phần này. Một dây dẫn thì có tiếp diện là S. Bây giờ ta chồng dây dẫn hai dẫn này lại với nhau, tức là ta gọi là chập lại với nhau, tức là nó dày hơn, thì tiếp diện của dây mới sẽ là 2S. Tương tự, ba dây dẫn này ta chập lại với nhau dày hơn, như vậy tiếp diện ba dây dẫn này ta chập lại thành một dây và tiếp diện của dây mới này sẽ là 3S. Và cả các dây dẫn này đều có cùng chiều dài, nhưng mà lúc này dây thứ nhất có tiếp diện là S, dây thứ hai có tiếp diện là 2S và dây thứ ba có tiếp diện là 3S. Vậy ý đồ của sách giáo khoa là người ta đã đưa cách mắt các điểm trở song song và cái phần này, tức là muốn nói đến cái sự phụ thuộc của điểm trở vào tiếp diện dẫn, người ta vận dụng cái đoạn mặt song song để cho cái tiếp diện nó thay đổi, còn cái chiều dài thì nó giữ nguyên. Đó. Như vậy là sau khi chụp lại cái sơ đồ hình 8.1B trở thành hình 8.2B thành một dây có tiếp diện là 2S, và còn 3 dây chụp lại có tiếp diện là 3S. Câu C2 cho rằng các dây dẫn có tiếp diện là 2S và 3S có điện trở tương ứng là R2 và R3 như đã tính ở trên. Thì R2 mình đã tính ở trên là R trên 2. R3 mình đã tính ở trên là R trên 3. Và hãy nêu dự đoán về mối quan hệ giữa điện trở các dây dẫn với tiếp diện mỗi dây. Từ đó suy ra mối quan hệ giữa R và S khi L tức là chiều dài và vật liệu như nhau. Ở câu C2 này thì ta dự đoán về mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn, rồi từ đó suy ra mối quan hệ này. Như vậy ta thấy khi tiếp diện tăng lên 2 lần thì điện trở thay đổi thế nào? Khi tiếp diện tăng lên 3 lần thì điện trở nó thay đổi thế nào? Dễ dàng em nhận hết, nhận xét được. Nếu tiếp diện của dây dẫn tăng bao nhiêu lần thì điện trở dây dẫn giảm đi bấy nhiêu lần, đúng không nào? Trong sơ đồ hình 8.2B, tiếp diện tăng 2 lần thì điện trở là R trên 2, như vậy điện trở giảm 2 lần. Ở sơ đồ C 8.2C, tiếp diện tăng lên 3 lần, điện trở lại giảm đi 3 lần. Như vậy điện trở của dây dẫn và tiếp diện nó làm sao? Nó tỷ lệ nhỉ? Suy ra được điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và cùng từ một vật liệu thì tỷ lệ nghịch với tiếp diện của nó. Đã chú ý đặc điểm này, không chừng là xem cẩn thận chứ mà là nhầm với cái phần trước là điện trở là tỷ lệ thuận với chiều dài. Còn trường hợp này là điện trở tỷ lệ nghịch với tiếp diện dây.
Về thí nghiệm kiểm tra thì người ta cũng làm tương tự như là dự kiến về cách làm như thầy nói, người ta lần lượt đo điện trở của các dây dẫn có tiết diện S, tiết diện 2S, tiết diện 3 3S vân vân, và ta cũng thấy được kết quả của thí nghiệm cũng gần đúng với cái điều ta dự đoán, và ta có kết luận cuối cùng điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây R, tỷ lệ nghịch thì ta ghi là 1/S. Thì về hệ thức thì ta ghi, chú ý nha, R1 trên R2 thì bên đây sẽ là S2 trên S1, nó tỷ lệ nghịch cho nên là nó làm chéo nhau về thứ tự. R1 trên R2 bằng S2 trên S1, hoặc em có thể đảo ngược lại là R2 trên R1 bằng S1 trên S2. À, ta qua cái phần vận dụng C4, có hai dây nhôm có cùng chiều dài, dây bằng nhôm và cùng chiều dài, tức là hai yếu tố như nhau. Dây thứ nhất có tiết diện 0,5 mm², và dây thứ hai có điện trở là R1 bằng 5,5 ohm, còn dây thứ hai có tiết diện là 2,5 mm², thì có điện trở R2 bằng bao nhiêu? Và thì trong cái câu này là có sự so sánh điện trở của hai dây. Và khi làm thì em chú ý thứ tự của từng dây. Dây thứ nhất ta ký hiệu là L1, S1 chẳng hạn, và R1. À, bây giờ dây thứ nhất có tiết diện là 0,5 mm². Vì hai dây có cùng chiều dài và cùng bằng nhôm nên R thì lên nghịch với S. Như vậy ta có hệ thức. Thì ở đây thì chọn cái hệ thức là R2 trên R1 bằng S1 trên S2. Vì sao? Vì ở đây người ta hỏi mình là điện trở R2 bằng bao nhiêu? Thì không riêng gì công thức của bài này, mà công thức của cái phần trước khi ta học về điện trở tỷ lệ thuận với chiều dài. Thì phải nhắc chung cho em là khi đề bài yêu cầu tính đại lượng nào thì em nên để cái đại lượng đó ở tử số. Ví dụ trong bài này người ta nói là tính điện trở R2 thì em ghi là R2 trên R1, thì bên đây sẽ là S1 trên S2. Còn nếu như trong cái câu nào bài tập nào mà người ta kêu mình tính điện trở R1 thì mình sẽ ghi là R1 trên R2. Đấy. Cái đại lượng nào cần tìm thì mình để tử số để chi, để khi mà em tìm đại lượng đó thì nó dễ hơn nha. Em xem, từ đó em suy ra R2, em chỉ việc nhân chéo R1 lên cái vế bên kia, còn cái tỷ số S1 trên S2 này vẫn giữ nguyên. Trước khi thay số để tính thì thầy cũng nhắc luôn là những công thức có dạng tỷ số như công thức của phần trước và công thức này là tỷ số chiều dài, tỷ số tiết diện, thì em chỉ cần chú ý là tiết diện của hai dây cùng đơn vị là được, không cần em phải đổi ra mét vuông. Chiều dài của hai dây cùng đơn vị là được, không cần phải đổi ra mét. Đó, thì ở đây người ta cho là mm vuông thì mình ở đây cũng là mm vuông, như vậy ta không cần đổi đơn vị, ta chỉ việc thay số. R1 bằng 5,5, S1 bằng 0,5, S2 bằng 2,5. Cùng đơn vị rồi thì ta rút gọn cái đơn vị, như vậy đơn vị cuối cùng sẽ là đơn vị ohm. Kết quả là R2 bằng 1,1 ohm. Thì trong cái vận dụng của bài này, vận dụng trang 24 ấy, thì nó có 4 câu. Thì cái câu C3 là thầy không có sửa ở đây, thì câu C3 nó cũng đơn giản, thì em tự làm. Riêng câu C5 và câu C6, hai câu này các em không phải làm, thì nằm trong cái nội dung giảng bài. Cho nên là thầy chỉ sửa một câu để em biết cách vận dụng về điện trở, tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây. Rồi, bây giờ ta nói đến yếu tố cuối cùng, đó là vật liệu làm dây. Thế điện trở có phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn hay không? Thì trong thí nghiệm, người ta cũng phải tiến hành đo điện trở các dây dẫn
có cùng chiều dài và cùng tiếp diện nhưng làm bằng những vật liệu khác nhau. Và từ kết quả thí nghiệm, người ta thấy rằng điện trở của những dây dẫn này cũng phụ thuộc vào vật liệu làm nên. Thì bây giờ ta nói đến sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây. Và do điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn, người ta đưa ra một cái khái niệm, một cái hàm số, đó là điện trở xuất. À, như vậy là điện trở xuất là một đại lượng đặc trưng cho vật liệu làm dây dẫn. Những dây dẫn làm bằng những vật liệu khác nhau thì có điện trở xuất khác nhau. Khái niệm điện trở xuất. Điện trở xuất là gì? Điện trở xuất của một vật liệu hay một chất có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài 1 mét và có tiếp diện 1 mét vuông. Thì qua cái khái niệm này ta thấy điện trở xuất của vật liệu có trị số bằng điện trở. Như vậy nó cũng có trị số bằng điện trở, vậy nó là điện trở. Nhưng mà đó là điện trở của một đoạn dây dẫn đặc biệt. À, dây dẫn đó có chiều dài 1 mét và có tiếp diện 1 mét vuông. Tất nhiên là trong thực tế không có dây dẫn nào mà tiếp diện lên đến 1 mét vuông. Người ta đưa ra cái này để cho nó phù hợp trong cái hệ đơn vị mình xét. À, điện trở xuất được ký hiệu là rho, các em đọc là rho và các em xem ký hiệu. Chữ B nó giống như chữ B mà nó hơi nghiêng. Đơn vị của điện trở xuất ta đọc là ohm mét, ta đọc là ohm mét. Đọc là ohm mét. À, đây là bảng điện trở xuất của một số chất. À, một bên là kim loại và một bên là hợp kim. Thì các em thấy à, mỗi chất khác nhau đều có điện trở xuất khác nhau. Và điện trở xuất nó có sự thay đổi khi nhiệt độ thay đổi. Thì ở đây người ta xác định điện trở xuất ở 20 độ C của một số chất. Em nhìn kỹ cái bảng này, ta thấy giá trị của điện trở xuất nó có những con số là 10 mũ âm 8 hoặc là 10 mũ âm 6. Và thì đây là những lũy thừa số mũ âm. Và do cái điện trở xuất của bảng nó rất nhỏ so với một, cho nên người ta dùng lũy thừa số mũ âm. Thì phải nói ngắn gọn, 10 lũy thừa trừ 1 là 0,1, tức là bằng 1 phần 10. 10 lũy thừa trừ 2 là 1%, tức là 10 lũy thừa, tức là 0,01. 10 lũy thừa trừ 3 là 1 phần ngàn, tức là 0,001. Cho nên là cái điện trở xuất này nó rất nhỏ. Cái số mũ này là âm 8, bên đây là âm 6. Rồi tất nhiên là âm 6 nó lớn hơn âm 8. Thì qua cái bảng này ta thấy chất mà có điện trở xuất nhỏ nhất chính là gì? Chính là bạc. Rồi đến đồng. Chất có điện trở xuất lớn nhất trong cái bảng này đó chính là nichrome, đó là dạng hợp kim. Qua cái bảng này mình thấy tại sao dây dẫn trong nhà mình trong thực tế thường người ta làm bằng đồng mà người ta không làm bằng kim loại khác như là sắt, như là nhôm. Em dễ giải thích được thôi. Vì đồng là chất có điện trở xuất nhỏ mà điện trở xuất cũng là điện trở. À, như vậy là do điện trở của đồng nhỏ, vì điện trở xuất nhỏ nên điện trở của đồng nhỏ. Mà điện trở càng nhỏ thì cường độ dòng điện càng càng lớn, cho nên đồng dẫn điện tốt. Đó là lý do về về kiến thức của học. Thì ngoài ra đồng cũng là một kim loại dễ tìm nha, giá thành rẻ, cho nên là người ta thường chọn đồng để làm dây dẫn. Và nguyên nhân chính là do đồng dẫn điện tốt. Thì khi các em làm bài tập, người ta sẽ cho mình cái bảng này,
người ta cho mình cái điện trợ xuất của một số chất này. Còn nếu như người ta hỏi mình là dây dẫn này làm bằng gì, làm bằng vật liệu gì, thì đương nhiên các em phải là bằng công thức, các em phải tìm ra được cái điện trợ xuất rho. Rồi từ cái rho đó các em đối chiếu với cái bảng này thì các em sẽ biết được dây dẫn đó làm bằng vật liệu gì. Đúng như nào, công thức điện trở thì trong sách giáo khoa người ta có hướng dẫn hơn, thì hướng dẫn các em về cái cách đưa ra công thức, thì phần này các em xem thêm trong sách thầy giới thiệu cái công thức và cái kết luận về công thức. Nếu một dây dẫn có chiều dài L, có tiết diện S và làm bằng vật liệu có điện trợ xuất rho, thì điện trở của dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài L của dây dẫn, tỷ lệ nghịch với tiết diện S của dây dẫn và phụ thuộc vào vật liệu làm dây. Như vậy là điện trở dây dẫn này nó phụ thuộc vào ba yếu tố cụ thể bằng công thức R bằng rho L trên S. Trong đó rho là điện trở xuất, đơn vị là ohm mét. L là chiều dài dây dẫn, đơn vị là mét. Và S là tiết diện của dây dẫn, đơn vị là mét vuông. Và các em chú ý, đến đây thì ta đã có một cái công thức đầy đủ về điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào ba yếu tố. Vì thế, khi làm bài tập, các em phải chú ý đổi đơn vị cho nó đúng. Thường người ta sẽ không cho tiết diện của dây là mét vuông, mà thường người ta sẽ cho theo đơn vị là mm vuông hoặc là cm vuông. Thậm chí chiều dài có thể người ta không cho là mét mà người ta cho là km, thì các em phải đổi về mét. Thì việc đổi đơn vị chiều dài thì các em có thể dễ nhớ, dễ làm được, nhưng mà có nhiều em sẽ không nhớ cách đổi đơn vị tiết diện dây, thì thầy có gợi ý thêm cho em thế này: 1 cm vuông đổi ra mét vuông theo như cách đổi thông thường là bằng 1/10.000 mét vuông, tức là bằng 0,00041 bốn chữ là phần. Nhưng mà ở đây ta tập sử dụng lũy thừa số mũ âm và các em thuộc ha, thì các em đổi nó nhanh: 1 cm vuông bằng 10 mũ trừ 4 mét vuông và 1 mm vuông bằng 10 mũ trừ 6 mét vuông. Các em thuộc hai cái cách đổi này thì lát nữa đến phần vận dụng các em sẽ thấy nó dễ, không có khó lắm. Rồi, ta qua cái phần vận dụng. Trong sách có một số câu vận dụng thì thầy giới thiệu hai câu này: tính điện trở của một đoạn dây dẫn bằng đồng dài 4 mét, tiết diện tròn, đường kính D, đường kính tiết diện là D nha, chứ không phải là điện, chứ không phải là tiết diện. D bằng 1 mm, lấy pi, số pi bằng 3,14. Trước hết thì các em phải tính tiết diện của dây, tại vì người ta cho đường kính cho nên mình phải tính tiết diện của dây. Thì tiết diện của dây thì các em dùng cái công thức tính diện tích hình tròn, nên nhắc lại thôi: S bằng pi nhân R bình, pi là 3,14, pi R bình. Và nếu người ta cho đường kính thì ta chuyển cái em bán kính R, R bằng D chia 2, vậy R bình bằng D bình phương chia 4. Như vậy tùy thuộc, nếu người ta cho bán kính thì mình dùng công thức S bằng pi R bình, nếu người ta cho đường kính thì là pi D bình trên 4. Bước kế tiếp thì ta thay số để tính tiết diện của dây, và các em chú ý là thầy không có đổi đơn vị đường kính từ mm ra mét mà thầy vẫn thay vào đây, thì lúc này tiết diện dây dẫn sẽ bằng 0,785 mm vuông. Và cái muốn tính điện trở thì bắt buộc em phải đổi mm vuông ra mét vuông, và các em chỉ việc lấy cái số này nhân cho 10 mũ âm 6, lấy thế là nhé. Cứ 1 mm vuông bằng 10 mũ âm 6 mét vuông. Như vậy 0,785 mm vuông sẽ bằng 0,785 nhân 10 mũ âm 6.
Em không cần phải bấm máy tính gì hết, em chỉ việc ghi như vậy thôi. Rồi, bước cuối cùng ta mới thay vào công thức để tính điện trở của dây. R bằng rho L trên S, ta thay rho bằng 1,7 nhân 10 mũ âm 8. L là 4, S bằng 0,785 nhân 10 mũ âm 6. À, khi các em bấm máy tính thì các em chọn cái phím phân số em thay vô nha. Để cho nó đúng. À, kết quả xấp xỉ là bằng 0,087 ô. Như vậy ta thấy không? Điện trở của đoạn dây đồng rất nhỏ. Như vậy về việc tính điện trở của dây dẫn bằng công thức R bằng rho L trên S thì thầy chú ý em hai điểm. Điểm thứ nhất phải đọc kỹ xem người ta cho bán kính hay là đường kính hay là người ta cho sẵn tiếp diện của dây. Nếu người ta cho sẵn tiếp diện của dây thì dễ, em chỉ việc đổi ra mét vuông rồi em thay vào công thức. Còn nếu người ta cho bán kính, người ta cho đường kính thì em phải tính. Và khi em tính thì em không cần phải đổi đường kính bán kính ra mét, em cứ để đơn vị đó. Nếu người ta cho đường kính là mm thì tiếp diện sẽ là mm vuông. Tính xong rồi em mới đổi bằng cách em nhân cho 10 mũ trừ 6 thì nó sẽ thành đơn vị là mét vuông. Và bước cuối cùng là em thay số vào công thức. Em cẩn thận khi mà ta bấm máy tính. Một câu khác. Câu C6. Một sợi dây tóc bóng đèn làm bằng vôn pham ở 20 độ C có điện trở 25 ô. Có tiếp diện tròn, bán kính 0,01 mm. Hãy tính chiều dài của dây tóc này. Cho biết pi bằng 3,14 và cho biết điện trở xuất là rho bằng 5,5 nhân 10 trừ 8 ohm. À, như vậy cũng giống như câu trước thì ta cũng phải đi tính tiết diện của dây tóc đèn. Thì ở đây người ta cho bán kính, vì thế em dùng S bằng pi R bình. Em thay số vẫn để đơn vị là mm. À, thì kết quả là 3,14 nhân 10 mũ trừ 4 mm vuông. Và kem chỉ việc nhân cho 10 mũ trừ 6. 10 mũ trừ 4 mà nhân cho 10 mũ trừ 6 thì là 10 mũ trừ 10. Vậy là thành 3,14 nhân 10 mũ trừ 10 mét vuông. Rồi ta đi tính điện chiều dài của dây tóc đèn. R bằng rho L trên S. Như vậy muốn tìm L thì kem chuyển cái rho và S sang tới bên kia. Nhân thì thành chia và chia thì thành nhân. À, như vậy từ đó ta suy ra L bằng RS chia cho rho. Em thay số. Như vậy là L bằng 0,143 cm. Đây là một số hình ảnh về những cái cuộn dây dẫn trong thực tế. Em xem cái lõi dây của mình. Học công nghệ thì ta biết rồi. Dây hợp kim, dây cáp, có lõi dây bằng đồng, dây nhôm, vân vân. À, bây giờ thì trong cái chủ đề này thì các em chú ý điện trở xuất của vật liệu càng nhỏ thì vật liệu đó dẫn điện càng tốt. Ta nhớ nha, đồng dẫn điện tốt nhất. Chỉ sau bạc. Điện trở của dây dẫn thì tỷ lệ thuận với chiều dài L của dây dẫn, tỷ lệ nghịch với tiết diện S của dây dẫn và phụ thuộc vào vật liệu làm dây. Công thức. Và một số em khi mà suy từ công thức này suy ra rho hoặc L hoặc là S. À, thì thầy chỉ cho em cách nhớ. R nhân S bằng rho nhân L. Em nhìn chéo đây thì ta được công thức này. Và từ công thức này các em dễ dàng suy ra S, suy ra rho, suy ra L. Và muốn tìm rho thì ta lấy cái vế này chia cho L ngược lại. Dễ suy ra hơn. Rho bằng R nhân S chia L. Đúng không nào? Muốn tìm L thì ta lấy R nhân S chia rho. Rồi muốn tìm S thì ta lấy rho nhân L chia R. Trong cái chủ đề này thì cái nội dung cuối là nội dung quan trọng.
là một cái công thức về sự phụ thuộc của điểm trở vào ba yếu tố, và phần bài tập cũng là cái phần quan trọng. Thì các em nhớ đọc kỹ những xem lại những cái câu vận dụng vừa rồi. Về nhà thì các em thực hiện những sau. Thứ nhất là các em xem lại nội dung bài này. Các công thức về sự phụ thuộc của điểm trở vào chiều dài, tiết diện và vật liệu thuộc công thức. Và các em sẽ làm thêm những bài tập và thầy sẽ gửi cho các lớp. Đọc trước bài 10, bài 11, tức là bài điểm trở và bài tập vận dụng được rồi cô, và công thức tính điểm trở của nhân ảnh. Tiết học đến đây là kết thúc. Thầy chào các em.